các con một hoạt động. Và hoạt động này thì có tên là bê ghế và di chuyển ở trong nhà hoặc trong lớp học. Và với hoạt động này, sau khi mà đã được cô Mi hướng dẫn và chúng mình có thể thực hành, và ở nhà thì hãy thực hành và giúp đỡ bố mẹ nhé. Và bây giờ các con hãy quan sát cô Mi nhé. Đây là chiếc ghế mà cô Mi đã chuẩn bị ạ. Đầu tiên, tay trái của cô sẽ nắm vào mặt ghế, và tay phải của bạn chúng mình cô sẽ nắm vào thành ghế ạ. Nhấc ghế nhẹ nhàng, đặt sát vào người, và tiếp đó chúng mình sẽ di chuyển nhẹ nhàng nhé. Nhớ là chúng mình sẽ di chuyển nhẹ nhàng ạ. Nhẹ nhàng đặt xuống. Chuyển ở trong nhà hoặc là trong lớp rồi. Cô Mi hy vọng là các con khi mà chúng mình bê ghế thì chúng mình sẽ di chuyển thật là nhẹ nhàng, đi bộ và sẽ bê ghế đúng cách nhé. Tạm biệt các con.